Mời quý vị theo dõi bản tin cập nhật lúc 17 giờ với các tin tức thời sự trong tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nhân Trạch vừa tổ chức kỳ họp thứ 13 để hiệp thương bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện khóa 6, nhiệm kỳ 2019-2024. Hội nghị đã thông qua thông báo tờ trình về việc cho thôi, bổ sung, thay thế Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nhân Trạch khóa 6, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng thời thông qua tờ trình hiệp thương bổ sung chức danh Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện khóa 6, nhiệm kỳ 2019-2024. Qua hiệp thương, 100% Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nhân Trạch đã thống nhất hiệp thương bổ sung 4 ủy viên vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, trong đó có một ủy viên được bầu tăng thêm, nâng tổng số ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện khóa 6, nhiệm kỳ 2019-2024 lên 54 thành viên. Ban dân tộc tỉnh Đồng Nai phối hợp Ủy ban nhân dân thị trấn Định Quán và Ủy ban nhân dân xã Phú Vinh đã tổ chức hội nghị chuyên đề phổ biến giáo dục pháp luật đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Theo đó, hơn 200 người dân đồng bào dân tộc Hoa, Khmer đã được nghe báo cáo viên trình bày các nội dung liên quan đến tầm quan trọng của công tác dân tộc và chính sách pháp luật về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh. Luật biên giới quốc gia về quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới, nâng cao nhận thức, cảnh giác trước âm mưu diễn biến hòa bình, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá đảng nhà nước. Nội dung tuyên truyền sát với thực tế, hình thức phổ biến gần gũi với người dân đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của đồng bào dân tộc thiểu số, đề cao trách nhiệm, nghĩa vụ của đồng bào dân tộc thiểu số trong thi hành pháp luật. Đoàn công tác Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai vừa có buổi kiểm tra giám sát về thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu cho trẻ em mồ côi do COVID-19 tại Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Biên Hòa. Đoàn đã đến khảo sát và tìm hiểu thực tế tại 5 gia đình trẻ em mồ côi do COVID-19 tại phường Tân Phong và phường Trảng Dài. Các em hiện có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn đang được các cấp hội phụ nữ thành phố và cơ sở nhận đỡ đầu chăm sóc cho đến khi các em 18 tuổi. Ngoài hỗ trợ về vật chất, Hội Phụ nữ cơ sở và các mẹ nhận đỡ đầu luôn quan tâm, thăm hỏi động viên các em thường xuyên để có sự hỗ trợ kịp thời khi gặp khó khăn để các em yên tâm học tập tốt. Hiện Hội Phụ nữ thành phố và cơ sở thực hiện đỡ đầu cho 100% trẻ em mồ côi do COVID-19 71 em và đến nay các cấp hội đã vận động hỗ trợ cho các em với tổng số tiền gần 140 triệu đồng. Tại thành phố Biên Hòa, Sư đoàn 309 Quân đoàn 4 đã tổ chức hội thi Đại đội trưởng Chính trị viên Đại đội giỏi năm 2023. Tham gia thi có 86 Đại đội trưởng Chính trị viên Đại đội trong toàn Sư đoàn. Nội dung thi gồm công tác tham mưu tác chiến, nhận thức chung, thực hành động tác điều lệnh đội ngũ, thi thể lực, bắn súng AK bài 1. Hội thi nhằm đánh giá thực chất trình độ công tác huấn luyện, khả năng tiến hành công tác đảng, công tác chính trị, công tác hậu cần, kỹ thuật của đội ngũ cán bộ, đại đội trong những năm qua. Thông qua hội thi giúp chỉ huy các cấp có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao năng lực toàn diện cho đội ngũ cán bộ nói chung, cán bộ đại đội nói riêng, đưa công tác huấn luyện ngày càng vững chắc chất lượng. Hôm qua, Hội Nông dân huyện Vĩnh Cửu đã phối hợp với Phòng Tài nguyên Môi trường huyện tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền phân loại rác thải tại nguồn cho hội viên nông dân các xã trên địa bàn. Tại đây, bà con nông dân được nghe báo cáo viên hướng dẫn cách để phân loại rác thải, tuyên truyền về phòng chống rác thải nhựa, đồng thời hướng dẫn sử dụng các phế phẩm hữu cơ trong quá trình sinh hoạt để làm phân bón. Phân loại rác thải là việc làm cần thiết nhằm dễ dàng vận chuyển, tái chế, qua đó góp phần giảm lượng rác thải cần xử lý, tăng lượng rác thải có thể tái chế. Qua buổi tập huấn, bà con hiểu rõ hơn về việc phân loại rác thải, cách thức phân loại rác, lợi ích của việc phân loại rác mang lại cho gia đình và cộng đồng, góp phần chung tay xây dựng một hành tinh xanh. Quý khán giả vừa theo dõi bản tin cập nhật của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.